ngoài xa khi vang trời. Hát lên những bài nhạc cùng ca đi suốt theo chiều dài của lịch sử Việt Nam. Rồi phóng ra khắp nơi. Cùng nghe và hát những bài hùng ca tinh thần yêu nước bất khuất của người Việt Nam 4.000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tiếp theo về gian san, ta sẽ chiến cho quê hương. Tôi Nam xin thân ái kính chào tái ngộ đến với quý khán thính giả của Asia Channel. Kính thưa quý vị, vào ngày 21 tây tháng 10 sắp tới đây, thì Trung tâm Asia sẽ cho phát hành cuốn Asia Golden DVD số 2 với chủ đề Hùng ca sử Việt. Và ngày hôm nay thì Asia Channel rất là hân hạnh được chào đón sự trở lại của nhạc sĩ Trúc Hồ. Em chào anh. Chào em. À, thật sự thì cái Hùng ca sử Việt đã được quảng cáo phát hành ngày 14. Dạ vâng. Nhưng mà khán giả gọi về yêu cầu là mình phát hành Blu-ray cùng lúc với lại DVD luôn. Dạ. Cho nên phải dời tới ngày 21 tháng 10. Mới kịp cho Blu-ray. Tại vì như cuốn trước mình ra DVD trước, rồi sau đó mới ra Blu-ray. Dạ. Thì khán giả họ không thích, họ muốn ra cùng lúc luôn. Dạ. Anh nghĩ cũng đúng. Dạ. Tại vì nhiều người họ chỉ xem Blu-ray mà họ phải xem một tuần sau thì thôi tội nghiệp cho họ. Dạ. Mà Blu-ray thì in nó lâu hơn, nó phải mang qua tới bên Nhật in mới gửi về. Cho nên cái ngày phát hành chính thức sẽ là ngày 21 tháng 10. Ok, thêm một tuần nữa em nghĩ chắc là không có lâu lắm cho quý vị mà thương yêu Trung tâm Asia đâu. Em thấy quảng cáo hình ảnh đẹp quá anh Hồ ơi, sân khấu quá là đẹp. Chắc là đầu tiên phải cho em hỏi là tại sao anh lấy cái chủ đề là Hùng ca sử Việt và tại sao anh chọn cái chủ đề đó để làm cả một chương trình? Thật sự thì sau khi mà mình làm cái chương trình Sài Gòn Nỗi Nhớ về rồi thì lo bận mình lo những cái chương trình Cảm Ơn Anh rồi này kia nọ thì chị Vân chỉ nói là chỉ đề nghị anh làm một vài chương trình mà anh từ chối. Anh nói trong thời gian này anh không có trong một cái có hồn mà để làm những cái chương trình đó. Yeah. Không, anh không có thích cho nên anh không muốn làm. Thì chị hỏi anh gì chứ Hồ muốn làm gì? Yeah. Thì anh nói anh muốn làm một cái chương trình nhạc hợp ca. Yeah. Hùng ca sử Việt là những cái bài mà nó mang tính chất yêu nước về Việt Nam mình, mà theo một cái thể loại mà mình chưa bao giờ mình làm. Yeah. Là mình sẽ làm với ca đoàn hợp sướng và dàn nhạc Đại Hòa Thấu. Yeah. Thì anh nói là anh chỉ muốn làm đó thôi, còn mấy cái khác em anh giờ này anh không muốn làm mấy chương trình nhạc khác. Dạ. Thì lúc đầu chị cũng để chị có chị cũng ok, chị nói ok gì thì Hồ làm theo ý Hồ đi. Dạ. Thì thật sự anh từ nhỏ đến lớn anh được may mắn là anh chỉ làm những gì anh thích thôi. Cái gì mà anh không thích anh không làm. Hồi lúc anh đi qua Mỹ, anh vượt biên á, thì có một thời gian đầu anh làm nhiều chuyện anh không thích lắm. Chẳng hạn? Mình mới qua thì mình phải đi làm chùi bàn, rồi chùi bàn pizza, rồi đi làm assembly, rồi đi làm... Em biết cái phim chặt luôn á, cái đồ gắn tới luôn, có ngày mình cứ làm gì cách 8 tiếng á. Wow! Làm trễ một cái, làm nguyên cái người khác, ảnh hưởng người khác á. Anh cũng làm rồi, thời còn mới qua Mỹ á. Thì anh cũng không thích, anh cũng nghỉ. Như rồi sau đó anh mới đi chơi nhạc lại. Yeah. Thì anh không cần phải làm mấy cái đó nữa. Okay. Cái thời gian đầu thì anh cũng có nhiều người nói anh đừng có nên học nhạc tại vì không có tương lai. Thì anh cũng muốn học nghề kỹ sư hay gì đó. Yeah. Nhưng mà anh học có 1 năm 2 năm mà anh cảm thấy nếu mà đời anh như vậy anh không có vui. Hiểu không? Yeah. Nghèo thì chịu nhưng mà mình phải làm gì mình thích. Anh cứ nghĩ mà mỗi ngày mình ngủ vậy mình nói mình phải đi làm chắc chết. Thấy không? Cho nên anh đã chọn cái này thì anh nghĩ anh phải làm cái gì thích. Thì chị Vân có đề nghị 1-2 chương trình mà anh không có thích trong cái giai đoạn này. Anh muốn làm một cái gì đó. Bởi vì đài truyền hình, mình làm đài truyền hình SPTN thì mình thấy là
ở trong nước mình bây giờ có nhiều chuyện xảy ra ha. Người Trung Cộng họ từ từ họ xâm nhập vào Việt Nam nhiều hình thức, nổi cũng như là chìm. Nổi là như thế nào, là họ lợi dụng cái công hàm hồi xưa Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận Hoàng Sa Trường Sa là một phần của họ, đó là phần nổi, và họ đã chiếm Hoàng Sa Trường Sa. Còn cái phần chìm là họ đã kiểm soát vấn đề kinh tế của người Việt Nam mình, từ hàng hóa, tất cả nền kinh tế của Việt Nam mình Trung Cộng họ kiểm soát rất là lớn. Và họ đã gài người vô là cho Đảng Cộng sản Việt Nam mình lại cho mướn đất cho họ khai thác mấy chục năm, rồi người Trung Cộng vô ở những cái vùng đó, những cái địa điểm mà chiến lược ở trên vùng cao nguyên Bushit. Thì nếu mà em không có để ý á thì em thấy nó không có gì nguy hiểm hết á, nhưng mà nếu mà em để ý thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà em đã cho người Trung Quốc ở cái miền cao nguyên á, ở trên cao như vậy là coi như là cái địa điểm chiến lược của em là coi như làm thua rồi ha. Đường biển em cũng thua rồi, và kinh tế họ cũng nắm rồi, thì cái đại họa mất nước của Việt Nam mình á, nhìn sơ á thì không ai thấy đâu. Nếu mà em về Việt Nam thấy mọi chuyện nó cũng bình thường. Dân nhà giàu cũng thật là giàu, dân nghèo thì cũng thật là nghèo. Nhưng mà thật sự nhìn kỹ một chút xíu thì rất là nguy hiểm. Anh nhờ mình làm đài SPTN cho mình có nhiều cái thông tin, rồi mình đi tìm hiểu cho nên thấy trong cái thời gian này á, như là bổn phận của một người làm truyền thông cũng như là bổn phận của một người dân Việt Nam, với tư cách là một người Việt Nam thuần tí thôi, chứ anh không với tư cách là của một ông tổng giám đốc hay là một giám đốc trung tâm ASA gì hết trơn á. Anh với một cái tư cách của một người Việt Nam thuần tí, một công dân người Việt Nam, anh phải có trách nhiệm. Chương trình Hùng Ca Sự Việc Golden Asia DVD 2 được thực hiện bởi những tấm lòng yêu nước hát lên những bài nhạc Hùng Ca đi suốt theo chiều dài của lịch sử Việt Nam. Được trang trọng trình bày qua dàn nhạc Đại Hòa Tấu và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, lần đầu tiên được thực hiện trong lịch sử video của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại. Gây oan nghìn thu từ bóng cây ngôi một bên đường, từ mái trên bên đỉnh trong làng, một sự xanh thầm thầm vẫn sâu bao nỗi thương mang đậm trong tinh thần yêu nước bất khuất của người Việt Nam 4.000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Cái âm nhạc có cái khả năng nó đưa cho mình bay bổng lên, hoặc là nó có cái khả năng là mình feel được, mình cảm được những người xung quanh mình, nó tạo ra một cái năng lượng mà tất cả mọi người cùng nhau là cảm thấy một cái gì đó đặc biệt. Anh nghĩ âm nhạc là một cái gì nó mạnh lắm. Về vấn đề đó, ít có một cái nghệ thuật nào mà có thể làm được chuyện đó. Có nhiều bài nhạc đó, khi mà em nghe đó, em sướng đến nỗi mà em khóc được. Đúng. Em không phải vì buồn mà em khóc bởi vì em sướng quá. Tại sao nó em có cái cảm giác, gọi là một cái cảm, mình thấy người mình nó quá sung sướng và hạnh phúc. Khi mà em nghe nhạc mà em thấy mà sung sướng và hạnh phúc đến nỗi anh khóc á, là em đã hiểu được nghệ thuật rồi đó. Thật sự nếu mà em nghe nhạc mà nhạc pop á, những cái bài nhạc mà nổi tiếng á, mình nghe mình nhớ tới người yêu mình buồn này kia nọ, nhưng mà nó không có đưa cho em tới một cái mạnh của dàn nhạc Đại Hòa Tấu. Thì dàn nhạc Đại Hòa Tấu á, nó đưa em tới một cái chỗ mà em không có tưởng tượng được, và em sướng quá thì em khóc. Bây giờ chỉ có một mình anh Hồ với Tâm Loan có lẽ là hiểu, mà quý vị phải cầm trong tay cuốn DVD Asia Golden số 2 Hùng Ca Sử Việt, phải xem, phải nhắm mắt lại để nghe từng tiếng đàn một của dàn nhạc thì mới có thể mới là cảm giác được cái điều anh Hồ đang nói. Cái cảm giác bây giờ, lạ lắm. Dạ, và bây giờ có một cái lạ hơn là cái áo anh Hồ đang mặc. Thưa quý vị, tôi chắc quý vị trong thời gian gần đây quý vị đã thấy chiếc áo này trên chương trình Thắp sáng niềm tin của đài truyền hình SBTN tổ chức. Rất là nhiều người đã mặc cái áo này. Anh có thể
nói thêm về cái áo này là thật sự cái ngày mà Asia mình tổ chức thắp sáng niềm tin để mà cầu nguyện cũng như là biểu tình để chống lại về vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam là ký cái công hàm Phạm Văn Đồng bán dân nước cho Trung Cộng á, thì thật sự cái này là SPTN bỏ tiền ra in và mang cái đó cho khán giả tới ngày hôm đó và tặng cho họ. Cái hình đó, cái logo đó là như thế nào? Con chim em giải thích. Dạ. Và màu sắc thì ai lựa? Ai lựa chọn? Anh với lại Quốc. Okay. Anh với lại Quốc người gì ra? Nhìn rất là đẹp trong màu xanh da trời. Tại vì xanh, màu xanh là biểu tượng cho cái gì đó, niềm hy vọng. Niềm hy vọng. Anh muốn design một cái áo mà về Việt Nam mặc được. Ok. Hiểu không? Tuy nhiên là mình về Việt Nam mình mặc đáp lời sông núi là 4.000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Hả? Mình thật về Việt Nam mình mặc, ai bắt mình bắt đi. Và thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị mà các đoàn thể ở khắp nơi, nếu mà muốn có được những chiếc áo này để mà... Thì sau khi mà anh tặng cho những người đi biểu tình cũng như là cầu nguyện ngày thắp nến đó, thì rất nhiều người hỏi mua mà không, mình không có nữa. Mình mang ra bao nhiêu là hết đó. Nhưng mà mình cũng không có đủ tiền để mình in ra nữa để mà cho. Cho nên bây giờ mình sẽ in và ai muốn mua thì liên lạc với Asia. Rồi Asia sẽ gửi thì nhưng mà mình cũng không bán giá mắc đâu. Tại mình muốn nhiều người ai cũng mặc được. Và một trong những cái niềm ước mơ của anh đó là nếu mà những người mà đi về Việt Nam thăm quê hương hay là thăm gia đình đó, như hay là mùa Tết đó, mặc áo này về. Trang trọng trình bày qua dàn nhạc Đại Hòa Tấu và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, lần đầu tiên được thực hiện trong lịch sử video của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại. Quên chồng gái, quên đời vì sông núi, hồn ta chơi với ai. Hãy cùng nghe và hát những bài hùng ca tinh thần yêu nước bất khuất của người Việt Nam 4.000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Qua dàn nhạc Đại Hòa Tấu và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, lần đầu tiên được thực hiện trong lịch sử video của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại. Anh nghĩ là kỳ vọng thì anh không biết nó sẽ là một cái gì, nhưng mà anh chỉ biết một điều là chương trình này anh đã làm với tất cả tấm lòng của một người dân Việt Nam. Sau đó là một tấm lòng của một người nhạc sĩ ha, và tấm lòng của người Việt Nam đi trước, tấm lòng của người nhạc sĩ đi sau. Thì anh hy vọng là qua cái chương trình này á, những người mà xem chương trình này á, tất cả người Việt Nam mình khắp nơi trên thế giới đồng lòng lại với nhau để mà giành lại những gì thuộc về Việt Nam ha. Thì cái đó là cái quan trọng, Việt Nam mình sớm có được một cái gọi là tự do dân chủ thật sự, có sớm có một cái gọi là chính quyền mà thương dân, vì dân. Cái đó mới là quan trọng. Và chính quyền của mình ở Việt Nam bây giờ họ không có thương dân, không có vì dân. Quân đội nhân dân thì lo bảo vệ cho đảng, chứ không phải bảo vệ dân. Anh ước muốn là quân đội nhân dân phải là quân đội bảo vệ nhân dân. Anh ước muốn là chính quyền phải vì dân. Thì cái đó... cái mơ ước của anh rất bình thường. Anh chỉ muốn những người Việt Nam mình ở Việt Nam họ có một cái quyền làm người căn bản mà trên thế giới tất cả mọi nước đều có mà dân mình không có. Thì đó là một cái nỗi buồn mà anh rất là ưu tư. Cảm ơn anh một lần nữa đã lên Asia Channel và chia sẻ rất nhiều điều về chương trình Hùng Ca Xứ Việt. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ Hùng Ca Xứ Việt vì đây không phải là lý tưởng của một mình anh Trúc Hồ, mà có lẽ là chắc là của tất cả những anh chị em nghệ sĩ cũng như là của Trung Tâm Asia, và gửi gắm đâu đó những
ước mơ và lý tưởng của chính quý vị. Mong là Hùng ca sử Việt sẽ được có mặt trong kho tàng văn hóa, nghệ thuật và lịch sử của mọi người Việt tị nạn trên xứ người. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi Asia Channel. Trước khi chia tay, như Tâm Loan đã hứa, một cái clip của anh Trúc Hồ đóng góp giọng hát của mình trong chương trình Hùng ca sử Việt kỳ này. Chúc quý vị một ngày thật vui, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại kỳ tới với Asia Channel. Cảm ơn anh kiếp lớn giữa thù hận, tháp đôi vai gồng gánh nỗi điều linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lành, hãy ngồi đau thầm lòng giữa thanh bình. Tựa vào lòng nhau ở những trái tim gọi Việt Nam, tựa vào lòng nhau ở những trái tim cùng dòng máu. Trang trọng trình bày qua dàn nhạc Đại Hòa Tấu. Hãy cùng nghe và hát những bài hùng ca tinh thần yêu nước bất khuất của người Việt Nam 4.000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Ca đi suốt theo chiều dài của lịch sử Việt Nam.